Xin mến chào tất cả quý vị các bạn, rất vui mừng khi gặp lại quý vị các bạn trong cái video lần này. Hôm nay Huấn Audio là một video em test cặp chiếc kèn dò CFN850 này cho khách. Thì em tiện thể làm video lên. Với những dàn karaoke của các bác nào mà thiếu chép hoặc là bác nào có sở trường nghe nhiều chép thì điện trực tiếp cho Huấn Audio. Em sẽ nguyện là tư vấn là hết sức cái gì mình biết để mình nói cho tất cả quý vị các bạn khi có nhu cầu hỏi đến mình. Nhà em thì đã ăn cái chân tư vấn từ rất lâu nay rồi. Nhà bác mua hàng ở bất cứ nơi đâu, nhưng do các bác khúc bắc ở cái khâu đấu nối nào đều điện đến cho em. Và em như bác nào điện đến đều biết là em tư vấn hết sức nhiệt tình. Kể cả là các bác không mua đồ nhà em thì em vẫn tư vấn nhiệt tình như mua đồ của nhà em thôi, chứ không có cái chuyện là không tư vấn. Nên nhà bác nào có nhu cầu mà bổ sung tiếng tép, phòng ốc bao nhiêu, rồi loa gì thì em đều có thể tư vấn được với cái kiến thức nhỏ bé của mình. Như các bác biết đây, chiếc kèn dò CFN850 này thì em đang test cho khách thôi. Nó sở hữu cấu hình từ 14 và côi 44 cho tiếng nhạc cực sáng, độ nhạy cao. Để các bác biết đến nó thì không lạ lắm gì cả, đúng không ạ? Từ lúc em đưa cái chiếc kèn ra thị trường, nó đã chiếm lĩnh một phần thị trường trong cái dòng tép chèn kèn nghe ra đây. Và em sẽ bật đoạn nhạc mạng để các bác nghe chất âm của cặp kèn này. Và em xin phép được dừng cái video này ở đây. Bà con cô bác có cần tư vấn gì đó, xin điện thoại trực tiếp cho em theo số thoại 0904612323. Em xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn theo dõi video của nhà mình. Và các bác nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất về âm thanh và để ủng hộ cửa hàng. Em xin chào tất cả mọi người.